quý vị khán giả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á sẽ diễn ra tại Qatar. Sau khi chia tay huấn luyện viên Chu Xie, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, một người khá là bắt tay khi dẫn dắt những đội bóng trẻ trong quá khứ. Và hãy cùng xem tân huấn luyện viên đã thể hiện sự quyết tâm như thế nào trong buổi ra mắt vào sáng nay. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không giao nhiệm vụ cụ thể về thành tích cho U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Nhưng cũng giống như một số giải trước đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện vẫn tự đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Tôi đã huấn luyện trưởng cùng đội U23 cũng chỉ ra nhiệm vụ làm sao cố gắng đá thật là tốt. Và một cái nhiệm vụ tôi nghĩ rằng là không phải dễ dàng nhưng không phải quá khó. Và tôi nghĩ đó rất là hợp lý. Chúng tôi sẽ dùng toàn tâm, toàn sức vượt qua các vòng bảng. Tại vòng chung kết, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Kuwait, Malaysia và Uzbekistan. Trận ra quân gặp U23 Kuwait diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Và bóng đá chúng ta rất ít gặp Kuwait. Nhưng những cái thông số, những thông tin chúng tôi có được từ các trận giao hữu, các trận vòng loại, chúng tôi đặt lên bàn và cùng bán lại nghiên cứu. Và tôi nghĩ là ở cái bảng đấu này, chúng ta đương nhiên là không phải đối thủ nào cũng dễ dàng. Nhưng chúng tôi nghĩ là chúng ta vẫn có cơ hội rất là lớn để đi tiếp và vượt qua các vòng bảng. Ngày mai, mùng 5 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sẽ có 3 buổi tập tại đây. Ngày mùng 8 tháng 4, đội lên đường đi Qatar dự giải và sẽ có trận giao hữu cọ sát với đội tuyển U23 Jordani vào ngày mùng 10 tháng 4. Thưa quý vị, khoảng hơn 10 ngày nữa thôi, vòng chung kết U23 châu Á sẽ chính thức khởi tranh với sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam. Giải đấu này sẽ lựa chọn ra các đại diện của khu vực châu Á tham dự Olympic Paris sắp tới. Ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có một sự thay đổi về lực lượng chuẩn bị cho giải đấu này. Theo đó, thì cầu thủ Thanh Nhàn gặp phải một chấn thương và không thể góp mặt cùng đội tuyển tại chiến dịch sắp tới. Người được lựa chọn để thay thế Thanh Nhàn sẽ là Văn Tùng, người đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số vào ngày mai và sẽ có 2 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Uzbekistan và có trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordani tại đây. Ở giải đấu sắp tới, thì U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng trước những đối thủ là U23 Kuwait và U23 Malaysia để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, qua đó hướng tới việc vào bán kết để giành vé tham dự Olympic Paris.